Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Bách có về được một vài món hàng đấu giá từ Nhật. Trong đó thì chúng ta sẽ có một cặp loa của Infinity này, hai mẫu loa sub và một vài mẫu CD âm ly của Denon và Marantz. Thì trong video này Bách sẽ cập nhật nhanh về cái mẫu mã sản phẩm và cái mức giá bán cũng như là cái tình trạng về phụ kiện để các anh có thể tham khảo ha. Còn về chi tiết máy, tình trạng đẹp xấu như thế nào thì nếu như các anh quan tâm á thì các anh vui lòng gọi trực tiếp giùm Bách để Bách có thể cập nhật kỹ hơn, chi tiết hơn đến các anh ha. Ở đây đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cặp loa của Infinity. Cặp loa này là hàng Mỹ được sản xuất tại Đan Mạch và mẫu này là 31i, reference 31i. Cặp này thì Bách có quay một cái video chi tiết rồi và Bách đã khui sẵn ra để bên ngoài. Thì cặp này về tới Việt Nam với tình trạng nguyên thùng, cực kỳ đẹp luôn và giá của nó chỉ có 6,5 triệu thôi các anh. Đó. Màu vàng ha, thiết kế dạng cột, hai đường tiến, một loa bass 20 và một chép dom. Ở bên này thì chúng ta sẽ có hai mẫu loa sub, một mẫu là hai bass 30 của Pioneer, dòng này là SW8, mẫu này là dòng sub cao cấp nhất của Pioneer này các anh. Và nó có một bass ở phía trước, một bass úp đất ha. Toàn bộ phần vỏ gỗ của nó là gỗ lạng. Con này thì nó vẫn có mức giá bán như cũ, đó là 12,5 triệu. Và nó sẽ đáp ứng cho chúng ta rất tốt trong những không gian phòng rộng khoảng 40-50 m² á. Rồi, ở đây là một con Yamaha SW 225, con này thì vỏ của nó cũng là gỗ lạng và nó là bass 20 úp đất ha, sẽ phục vụ tốt cho chúng ta trong những không gian khoảng 20-25 m². Đó thì những cái không gian nhỏ hoặc là nếu các anh muốn tiếng bass vừa phải để bổ trợ cho cái dàn nghe nhạc của mình á thì các anh có thể nghiên cứu con này. Nó có cả hai kết filter nữa nè. Và con này thì giá của nó chỉ có 5 triệu thôi các anh, không mắc ha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ có một dòng CD thuần của Denon, con này là 1,5 AE, phát hành lần đầu vào năm 2006 và con này về với tình trạng còn khá là đẹp nè. Chúng ta sẽ có remote và dây nguồn zin, giá của nó vẫn như cũ đó là 6,5 triệu ha các anh. Nếu như so với những cái dòng như là 1650 AL, AR hoặc là AZ á thì dòng SE này tiếng của nó sáng và độ chi tiết của nó tốt hơn, mặc dù giá của nó thì cũng ngang ngang đó thôi. Và thêm một cái nữa là nó sản xuất sau này cho nên độ bền và độ ổn định của nó sẽ cao hơn. Phía dưới thì chúng ta sẽ có một con 1650RE các anh. Con này Bách mua đấu giá về với tình trạng rất đẹp luôn. Và chúng ta sẽ có một cái remote zin này, catalog và dây nguồn. Đó. Remote của nó là remote nhôm phím cơ ha. Con này thì đợt này sẽ có mức giá bán là 19 triệu. Đó. Mức giá này tương đối giảm so với trước đây. Ở phía dưới thì mình sẽ có một con Marantz. Con này nó cũng là dạng CD, SACD và nó có tích hợp luôn DC 32 bit luôn các anh. Và Marantz thì luôn luôn là nó có một mức giá cạnh tranh hơn rất nhiều so với các cái mẫu của Denon hoặc là Sony. Thì con này á, nó vừa hỗ trợ chúng ta CD nè, rồi nó có USB, cổng đồng trục, cổng optical và nó có luôn cả cái cổng USB PC nữa. Các anh có thể kết nối máy tính qua cổng này. Giá của nó hiện tại là 14,5 triệu ha các anh. Chúng ta sẽ có một cái remote ở đây. Đây là remote zin và dây nguồn của nó. Remote zin theo đúng đời ha. Rồi, chồng này xong. Bên này thì chúng ta sẽ có một con 2000RE. Con này về cũng có remote zin luôn nè các anh. Đây là remote của nó. Còn cái này là remote của 1650RE ha. Hai cây này giống nhau là 1179 á, đều bằng nhôm và phím cơ hết. Thì 2000RE đợt này với tình trạng đẹp sẽ có giá bán là 27,5 triệu. Còn ở phía dưới là 2000AE. Thì AE đợt này giá của nó rất là tốt các anh, rẻ hơn rất nhiều so với dịp trước Tết ha. Bây giờ một con máy đẹp kèm dây nguồn zin thì giá của nó chỉ có 19,5 triệu thôi. Rồi cuối cùng trong đợt này thì chúng ta sẽ có 1,5 R25 mã màu vàng. Con này các anh có thể thấy máy nó còn cực kỳ mới luôn. Nhưng mà con này bắt đấu giá về nó không có remote nha các anh. Cho nên là chúng ta trừ tiền remote ra. Thì một con máy đẹp không remote có dây nguồn zin kèm theo thì giá của nó sẽ là 10,500,000 nha các anh. Còn những cái con mà có remote thì 11 triệu. Đó, giá xưa nay Bách bán rất là công khai và những cái chi tiết nào chúng ta không có thì chúng ta trừ tiền ra đó. Rồi, nếu các anh yêu thích hay là đang quan tâm về cái sản phẩm nào á thì các anh vui lòng liên hệ trực tiếp giùm Bách qua số điện thoại trên tiêu đề của video nha. Thì dạo gần đây á có nhiều khách hàng kết bạn Zalo với Bách nhưng mà không có được, không có tìm được Zalo á, thì tại vì do Zalo của Bách nó đầy rồi cho nên là bây giờ không kết bạn mới được. Thì cái này các anh thông cảm ha, nếu như mà các anh cần thì gọi trực tiếp giùm Bách. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các anh trong các video lần sau ạ.